Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 73, phẩm và pháp giới thứ 39. 38. Dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, phó thác thứ 8, bất động địa. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử đi đến chỗ vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, thấy vị dạ thần đó ở trong đại chúng, ngồi tòa sư tử hiện khắp tất cả cung điện Mani Vương Tạng. Lấy báu Mani phổ hiện pháp giới quốc độ che phủ phía trên, vị dạ thần hiện thân hình bóng mặt trời mặt trăng tinh tú, hiện thân tùy tâm chúng sinh, khắp khiến cho được thấy, hiện thân đồng với tất cả hình tướng chúng sinh, hiện thân vô biên biển sắc tướng rộng lớn, hiện thân khắp hiện tất cả oai nghi, hiện thân thị hiện khắp trong mười phương, hiện thân điều phục khắp tất cả chúng sinh, hiện thân rộng vận thần thông, màu chóng, hiện thân lợi ích chúng sinh không dứt, hiện thân thường du hành hư không để làm lợi ích, hiện thân đảnh lễ tất cả chư Phật, hiện thân tu tập tất cả căn lành, hiện thân thọ trì Phật Pháp không quên, hiện thân thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ Tát, hiện thân quang minh sung mãn mười phương, hiện thân đèn Pháp khắp diệt đen tối thế gian, hiện thân tịnh trí rõ Pháp như huyễn, hiện thân Pháp tánh xa lìa bụi trần đen tối, hiện thân phổ trí chiếu Pháp thấu rõ, hiện thân rốt ráo không hoạn nạn không nóng, hiện thân kiên cố không thể trở ngoại phá hoại, hiện thân Phật lực không chỗ trụ, hiện thân không phân biệt lìa nhiễm, hiện thân Pháp tánh vốn thanh tịnh. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử thấy thân khác biệt như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, một lòng đảnh lễ làm lễ sát đất, rất lâu mới đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng. Thiện Tài đồng tử đối với thiện tri thức sinh mười thứ tâm. Những gì là mười thứ tâm? Đó là đối với thiện tri thức sinh tâm đồng như mình, vì khiến cho tinh cần biện lý pháp trợ đạo nhất thiết trí. Đối với thiện tri thức sinh tâm thanh tịnh tự nghiệp quả, vì gần gũi cúng dường sinh ra căn lành. Đối với thiện tri thức sinh tâm trang nghiêm Bồ Tát hạnh, vì khiến cho ta mau được trang nghiêm tất cả Bồ Tát hạnh. Đối với thiện tri thức sinh tâm thành tựu tất cả Phật Pháp, vì dạy dỗ ta làm cho ta tu đạo. Đối với thiện tri thức sinh tâm hay sinh, vì hay sinh cho ta Pháp vô thượng. Đối với thiện tri thức sinh tâm xuất ly, vì khiến cho ta tu hành hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà được xuất ly. Đối với thiện tri thức sinh tâm đầy đủ tất cả biển phước trí, vì khiến cho ta tích tập các pháp trắng. Đối với thiện tri thức sinh tâm tăng trưởng, vì khiến cho ta tăng trưởng nhất thiết trí. Đối với thiện tri thức sinh tâm đầy đủ tất cả căn lành, vì khiến cho ta trí nguyện được viên mãn. Đối với thiện tri thức sinh tâm thành tựu làm được lợi ích lớn, vì khiến cho ta tự tại an trụ tất cả Pháp Bồ Tát, thành tựu đạo nhất thiết trí, đắc được tất cả Phật Pháp, đó là 10. Thiện Tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, đắc được đồng hạnh vị dạ thần đó với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Đó là đồng niệm vì tâm thường nghĩ nhớ mười phương ba đời tất cả chư Phật, đồng huệ vì phân biệt quyết rõ tất cả biển pháp môn khác nhau, đồng hướng về vì hay chuyển bánh xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật Như Lai, đồng giác vì dùng trí huệ đồng hư không vào khắp ba đời, đồng căn vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang minh trí huệ căn, đồng tâm vì khéo tu tập vô ngại công đức trang nghiêm tất cả Bồ Tát đạo, đồng cảnh vì chiếu khắp cảnh sở hành của chư Phật, đồng chứng vì đắc được nhất thiết trí chiếu biển thật tướng thanh tịnh quang minh, đồng nghĩa vì hay dùng trí huệ thấu rõ tánh chân thật của tất cả pháp, đồng dũng mãnh vì phá hoại được tất cả núi chướng ngại, đồng sắc thân vì tùy tâm chúng sanh thị hiện thân, đồng lực vì cầu nhất thiết trí chẳng thối chuyển, đồng vô ý vì tâm thanh tịnh như hư không, đồng tinh tấn vì trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát hạnh không giải đãi mệt mỏi, đồng biện tài vì đắc được pháp vô ngại trí quang minh, đồng vô đẳng vì thân tướng thanh tịnh hơn thế gian, đồng ái ngữ vì khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, đồng diệu âm vì khắp diễn nói tất cả biển pháp môn, đồng mãn âm vì tất cả chúng sinh tùy loài đều hiểu được, đồng tịnh đức vì tu tập công đức thanh tịnh của Như Lai, đồng trí địa vì tất cả chư Phật sở thọ pháp luân, đồng phạm hạnh vì an trụ cảnh giới của tất cả chư Phật, đồng đại từ vì niệm địa chép khắp tất cả cõi nước biển chúng sinh, đồng đại bi vì khắp mưa pháp vũ thấm nhuần tất cả chúng sinh,
đồng thân nghiệp vì dùng hạnh phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh, đồng lời nghiệp vì dùng tùy loại âm diễn nói tất cả các pháp môn, đồng ý nghiệp vì khắp nhiếp chúng sinh để trong cảnh giới nhất thiết trí, đồng trang nghiêm vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, đồng gần gũi vì có Phật ra đời đều gần gũi, đồng thỉnh mời vì thỉnh mời tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp, đồng cúng dường vì thường thích cúng dường tất cả chư Phật, đồng giáo hóa vì điều phục tất cả các chúng sinh, đồng quang minh vì chiếu rõ tất cả các pháp môn, đồng tam muội vì khắp biết tất cả tâm chúng sinh, đồng khắp cùng vì dùng sức tự tại để khắp tất cả biển cõi nước chư Phật tu các hạnh, đồng trụ xứ vì trụ đại thần thông của các Bồ Tát, đồng quyến thuộc vì cùng ở chung với tất cả Bồ Tát, đồng nhập xứ vì khắp vào chỗ vi tế của thế giới, đồng tâm lự vì biết khắp tất cả cõi nước chư Phật, đồng đi đến vì vào các biển cõi của tất cả chư Phật, đồng phương tiện vì đều hiện tất cả cõi nước chư Phật, đồng siêu thắng vì đối với cõi nước chư Phật đều không thể sánh bằng, đồng bất thối vì vào khắp mười phương không chướng ngại, đồng phá tối vì đắc được trí đại quang minh thành bồ đề của tất cả chư Phật, đồng vô sinh nhẫn vì vào chúng hải hội của tất cả chư Phật, đồng khắp tất cả lưới cõi chư Phật vì cung kính cúng dường các Như Lai bất khả thuyết cõi, đồng trí chứng vì biết rõ biển pháp môn, đồng tu hành vì thuận hành tất cả các pháp môn, đồng mong cầu vì đối với pháp thanh tịnh rất ưa muốn, đồng thanh tịnh vì tích tập công đức Phật để trang nghiêm thân miệng ý, đồng diệu ý vì đối với tất cả pháp trí đều thấu rõ, đồng tinh tấn vì khắp tích tập tất cả các căn lành, đồng tịnh hạnh vì thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh, đồng vô ngại vì thấu rõ tất cả pháp đều vô tướng, đồng thiện xảo vì trong các pháp trí tự tại, đồng tùy thích vì tùy tâm chúng sinh hiện cảnh giới, đồng phương tiện vì khéo học tập tất cả điều đáng tu tập, đồng hộ niệm vì được tất cả chư Phật hộ niệm, đồng nhập địa vì vào được tất cả Bồ Tát địa, đồng sở trụ vì an trụ tất cả Bồ Tát vị, đồng thọ ký vì được tất cả chư Phật thọ ký, đồng tam muội vì trong một sát na vào khắp tất cả môn tam muội, đồng kiến lập vì thị hiện đủ thứ các Phật sự, đồng chánh niệm vì chánh niệm tất cả môn cảnh giới, đồng tu hành vì hết kiếp thuở vị lai tu hành tất cả Bồ Tát hạnh, đồng tịnh tín vì rất vui mừng đối với vô lượng trí huệ của các Như Lai, đồng xả lìa vì diệt trừ tất cả các ám chướng, đồng bất thối trí vì đồng trí huệ với các Như Lai, đồng thọ sinh vì ứng hiện thành thục các chúng sinh, đồng sở trụ vì trụ nhất thiết trí môn phương tiện, đồng cảnh giới vì nơi cảnh pháp giới được tự tại, đồng không nương tựa vì rất hẳn tất cả chỗ tâm nương tựa, đồng thuyết pháp vì đã vào các pháp trí huệ bình đẳng, đồng siêng tu vì thường được chư Phật hộ niệm, đồng thần thông vì khai ngộ chúng sinh khiến cho họ tu hành tất cả Bồ Tát hạnh, đồng thần lực vì hay vào biển mười phương thế giới, đồng Đà La Ni vì chiếu khắp tất cả biển tổng trì, đồng bí mật pháp vì biết rõ diệu pháp môn trong tất cả Tu Đa La, đồng pháp thâm sâu vì hiểu tất cả pháp như hư không, đồng quang minh vì khắp chiếu tất cả các thế giới, đồng vui mừng vì tùy tâm chúng sinh mà vì họ khai thị khiến cho họ hoan hỉ, đồng chấn động vì các chúng sinh hiện sức thần thông chấn động khắp mười phương tất cả cõi, đồng bất hư vì thấy nghe nghĩ nhớ thảy đều khiến cho tâm được điều phục, đồng xuất ly vì đầy đủ tất cả các biển đại nguyện thành tựu mười lực trí của Như Lai. Bấy giờ thiện tài đồng tử quán sát vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, bèn sinh khởi mười thứ tâm thanh tịnh, đắc được đồng Bồ Tát hạnh như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đắc được đồng hạnh như vậy rồi, tâm càng thanh tịnh hơn, y bày vai bên phải, đảnh lễ vị dạ thần đó một lòng chắp tay mà nói kệ rằng: còn phát tâm kiên cố, trí cầu vô thượng giác, này nơi thiện tri thức mà khởi tâm của mình, nhờ gặp thiện tri thức, tập vô tận pháp trắng, diệt trừ các tội dơ, thành tựu quả bồ đề. Còn thấy thiện tri thức, công đức trang nghiêm tâm, hết kiếp cõi vị lai, sinh tu sở hành đạo. Còn nhớ thiện tri thức, nhiếp thọ lợi ích con, vì con đều thị hiện, tránh giáo pháp chân thật, đóng chặt các đường ác, hiển bày đường trời người, cũng bày các Như Lai thành đạo nhất thiết trí. Còn nhớ thiện tri thức là Phật công đức tạo, niệm niệm hay sinh ra biển công đức hư không, cho con ba la mật
thêm con phước khó nghĩ, tăng con tịnh công đức, khiến con đổi mão Phật. Con nhớ thiện tri thức, viên mãn Phật trí đạo, thệ nguyện thường y trì, viên mãn pháp trắng tịnh. Con nhờ nhân duyên này, công đức đều đầy đủ, khắp vì các chúng sinh, nói đạo nhất thiết trí. Bậc Thánh làm thầy con, cho con pháp vô thượng, vô lượng vô số kiếp, không thể báo ân này. Bấy giờ thiện tài nói bài kệ này rồi bạch rằng, Đức Thánh xin Ngài vì con nói, môn giải thoát này tên là gì? Ngài phát tâm đã được bao lâu rồi? Còn bao lâu nữa Ngài sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề? Vị dạ thần nói, thiện nam tử, môn giải thoát này, tên là giáo hóa chúng sinh khiến sinh căn lành. Ta nhờ thành tựu môn giải thoát này mà ngộ tất cả pháp tự tánh bình đẳng, nhập vào tánh chân thật của các pháp, chứng được pháp không chỗ nương, xả lìa thế gian đều biết các pháp sắc tướng khác nhau, cũng thấu đạt được tánh xanh vàng đỏ trắng đều không thật, không có sự khác biệt, mà luôn thị hiện vô lượng sắc thân. Đó là sắc thân đủ thứ, sắc thân chẳng phải một, sắc thân vô biên, sắc thân thanh tịnh, sắc thân tất cả trang nghiêm, sắc thân khắp thấy, sắc thân đồng tất cả chúng sinh, sắc thân khắp hiện trước tất cả chúng sinh, sắc thân quang minh chiếu khắp, sắc thân thấy không nhàm đủ, sắc thân tướng tốt thanh tịnh, sắc thân quang minh lìa các ác, sắc thân thị hiện đại dũng mãnh, sắc thân rất khó được, sắc thân tất cả thế gian không thể che khuất được, sắc thân thế gian cùng khen ngợi vô tận, sắc thân niệm niệm thường quán sát, sắc thân thị hiện đủ thứ mây, sắc thân đủ thứ hình hiển sắc, sắc thân hiện vô lượng tự tại lực, sắc thân diệu quang minh, sắc thân tất cả tịnh diệu trang nghiêm, sắc thân tùy thuận thành thục tất cả chúng sinh, sắc thân tùy tâm họ ưa thích, hiện ra trước để điều phục, sắc thân phổ quang minh không chướng ngại, sắc thân thanh tịnh không uế trưởng, sắc thân đầy đủ trang nghiêm không thể hoại, sắc thân pháp phương tiện quang minh không nghĩ bàn, sắc thân tất cả không trói khuất được, sắc thân trói khuất được tất cả, sắc thân không tối phá được tất cả tối, sắc thân tập tất cả pháp trắng tịnh, sắc thân biển công đức đại thế lực, sắc thân do nhờ thuở quá khứ cung kính mà sinh ra, sắc thân tâm thành tịnh như hư không sinh ra, sắc thân tối thắng rộng lớn, sắc thân vô tận không dứt, sắc thân biển quang minh, sắc thân bình đẳng, nơi tất cả thế gian không chỗ nương, sắc thân khắp mười phương vô ngại, sắc thân niệm niệm hiện đủ thứ biển sắc tướng, sắc thân tăng trưởng tâm hoan hỷ tất cả chúng sinh, sắc thân nhiếp lấy biển tất cả chúng sinh, sắc thân trong mỗi lỗ chân lông nói biển công đức tất cả chư Phật, sắc thân tịnh biển dục giải tất cả chúng sinh, sắc thân quyết rõ tất cả pháp nghĩa, sắc thân chiếu sáng khắp không chướng ngại, sắc thân tịnh quang minh đồng hư không, sắc thân phóng tịnh quang minh rộng lớn, sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu, sắc thân không gì sánh bằng, sắc thân trang nghiêm khác biệt, sắc thân chiếu khắp mười phương, sắc thân tùy thời thị hiện ứng chúng sinh, sắc thân tịch tĩnh, sắc thân diệt tất cả phiền não, sắc thân ruộng phước tất cả chúng sinh, sắc thân tất cả chúng sinh thấy không lướng qua, sắc thân đại trí huệ sức dũng mãnh, sắc thân khắp cùng không chướng ngại, sắc thân thần mây đẹp khắp hiện thế gian nhờ lợi ích, sắc thân đầy đủ biển đại từ, sắc thân đại phước đức bảo sơn vương, sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất cả cõi thế gian, sắc thân đại trí huệ thanh tịnh, sắc thân sinh chúng sinh tâm chánh niệm, sắc thân tất cả bảo quang minh, sắc thân phổ quang tạng, sắc thân hiện đủ thứ tịnh tướng thế gian, sắc thân cầu nơi nhất thiết trí, sắc thân hiện mỉm cười khiến chúng sinh sinh niềm tin thanh tịnh, sắc thân thần tất cả báu trang nghiêm quang minh, sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả chúng sinh, sắc thân không quyết định không rốt ráo, sắc thân hiện sức tự tại gia trì, sắc thân hiện tất cả thần thông biến hóa, sắc thân sinh vào nhà Như Lai, sắc thân xa lìa các ác khắp biển pháp giới, sắc thân khắp hiện tất cả Như Lai đạo tràng chúng hội, sắc thân đủ các thứ biển các sắc, sắc thân từ hạnh lành chảy ra, sắc thân tùy sở ứng hóa thị hiện, sắc thân tất cả thế gian thấy không nhảm đủ, sắc thân đủ thứ tịnh quang minh, sắc thân hiện tất cả biển ba đời, sắc thân phóng tất cả biển quang minh, sắc thân hiện vô lượng biển quang minh khác biệt, sắc thân tất cả hương quang minh hơn các thế gian, sắc thân hiện bất khả thuyết mây vòng mặt trời, sắc thân hiện mây vòng mặt trăng rộng lớn, sắc thân phóng vô lượng núi tu di mây hoa đẹp, sắc thân xuất hiện đủ thứ mây tràng hoa, sắc thân hiện tất cả mây hoa sen báu, sắc thân đổi tất cả mây hương đốt khắp pháp giới, sắc thân giải tất cả mây tạng hương bột,
Sắc thân hiện thân đại nguyện tất cả Như Lai, sắc thân hiện tất cả lời nói âm thanh diễn nói biển pháp, sắc thân hiện tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Trong niệm niệm hiện thân sắc tướng như vậy đầy khắp mười phương, khiến cho các chúng sinh hoặc thấy được, hoặc nghĩ nhớ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc do gần gũi, hoặc được khai ngộ, hoặc thấy thần thông, hoặc gặp sự biến hóa, để theo tâm ưa thích, ứng thời điều phục, xả bỏ nghiệp bất thiện, trụ nơi hạnh lành. Thiện nam tử nên biết, do nhờ đại nguyện lực này, lực nhất thiết trí, lực Bồ Tát giải thoát, lực đại bi, lực đại từ mà có những việc như vậy. Thiện nam tử, ta nhập vào giải thoát này thì biết rõ pháp tánh không có sự khác biệt, mà hay thị hiện vô lượng sắc thân, mỗi mỗi thân hiện ra vô lượng biển sắc tướng, mỗi mỗi tướng phóng ra vô lượng mây quang minh, mỗi mỗi quang minh hiện ra vô lượng cõi Phật, mỗi mỗi cõi hiện ra vô lượng Đức Phật xuất hiện ra đời, mỗi mỗi Đức Phật hiện ra vô lượng sức thần thông, khai phát canh lành đời trước của chúng sinh. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng, người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Trong niệm niệm khiến cho vô lượng chúng sinh được bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử, như lời ngươi hỏi, ta đã phát tâm bồ đề tu bồ tát hạnh được bao lâu, ta nương oai thần lực của Phật sẽ vì ngươi nói nghĩa này. Thiện nam tử, trí huệ của Bồ Tát xa lìa tất cả cảnh giới phân biệt, không thể đem các kiếp dài ngắn nhiễm tịnh rộng hẹp như vậy ở trong sinh tử phân biệt hiển bày. Tại sao? Vì trí tuệ của Bồ Tát, bản tánh thanh tịnh lìa tất cả lưới phân biệt, vượt qua tất cả núi chướng ngại, tùy sự ứng hóa của chúng sinh mà chiếu khắp. Thiện nam tử, ví như mặt trời không có ngày đêm, nhưng khi mọc lên gọi là ngày, khi lặn xuống gọi là đêm. Trí huệ của Bồ Tát cũng như thế, không có sự phân biệt, cũng không có ba thời, chỉ tùy tâm hiện giáo hóa chúng sinh mà nói Bồ Tát ở kiếp trước kiếp sau. Thiện nam tử, ví như mặt trời ở trong hư không cõi Diêm Phù Đà, hình bóng mặt trời đều chiếu đến tất cả báu vật sông biển và trong các chỗ có nước sạch, tất cả chúng sinh đều thấy mà mặt trời chẳng đến những chỗ đó. Trí huệ của Bồ Tát cũng lại như thế, thoát khỏi các biển cõi, trụ nơi Phật thật pháp, vắng lặng trong hư không, không có nương tựa, vì muốn hóa độ các chúng sinh mà tùy loại thọ sinh ở trong các cõi. Chẳng thật sanh tử,